Có cái cua đau đau quá. Là không muốn cái khóe là vô là quá. Như chưa từng có cuộc chia ly hai chị em gặp nhau. Ba nhà sản xuất tôi dừng cuộc chơi. Muốn gì? Nghe chị ba hát. Cái gì? Chọn chị hả? Ừ, chị hát vợ đó làm gì nhau. Xin chương trình cho tôi một bình oxy. Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Siro ăn ngon ít nhi. Bé ăn ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Xin chương trình cho tôi một bình oxy. Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Em ơi hay lắm em. Ừ, được cái là em tự tin em chà lớt khéo ghê lắm. Tôi đã nói từ đầu là đây là một giọng hát kinh khủng khiếp mà. Không, đây không phải là sự thật. Tất cả là giả dối. Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng được một người như vậy, ra nhép như vậy, nhảy như vậy, làm tất cả mọi điều bò lết chà mà hát như vậy. My ơi, với giọng hát này thì em nên về đội của chị Thu Trang. À, trưởng môn nhân của các ban hát dở. Không, về đội chị Thu Trang xong huấn luyện cho chị Thu Trang. Dạ, từ đó giờ em rất là thích hát. Nhưng mà em không có thể nào hát được. Và ngày hôm nay, 27 năm em được có thể thể hiện mình được hát. Và từ sau chương trình này, em sẽ hát tất cả mọi nơi. Em bất chấp, em hát được. Em, hồi nãy đó em. Em ơi, em y chang thái độ của Thu Trang luôn á. Hồi nãy đó, anh thấy em đứng ở trên kia kìa. Trời ơi, nhìn em sang chảnh lắm. Cái tướng đi dịp gen của một diva đó. Còn bây giờ em nói xong muốn đuổi em đi vô ghê vậy đó. Kính thưa nhà sản xuất, tôi dừng cuộc chơi. Cô giáo dạy thanh nhạc của em bị cảm nên hát không có được. Sao trôi vậy chảy tôi? Đúng không? Chị Huệ, hiểu thế nào về cô giáo của em? Cô Huệ của em. Đây cô Huệ, chị Huệ. Cô phải trải qua một cú sốc gì gia đình là gì? Tại sao vậy? Sao dạy dạy thanh nhạc mà sao kỳ vậy cô? Không, không phải cô giáo dạy thanh nhạc đâu, chắc dạy hài á. Chị Huệ, chị bình thường chị hát hay lắm mà chị Huệ. Chị Huệ bị lạnh quá. Hồi nãy tôi thấy thoáng một nét cái mặt Tú là Tú vừa lên choàng cái áo qua. Nãy trước khi đưa áo lên là có lạnh không em? Lạnh, chạy á, vừa choàng vô bằng cái đập ráp, Tú muốn giật lại luôn. Giật lại luôn. Thấy kỳ không giật. Mà bà hát á, tôi thấy là nó hợp cái vụ làm neo ghê á. Mỗi lần là đang làm móc khóe đúng không? Móc tới cua đau, đau, đau quá. Móc xuống cái khóe là vô là quá. Mà phải tới cái câu mà hôm nay tôi cô đơn quá, tôi mới nhận mới ra biết. Này. Mới không bao giờ cô đơn được đâu em. Khi nào em cô đơn em cứ hát đi, hàng xóm sẽ bu em liền là tới. Trời ơi, dễ thương quá. Ở đâu ra vậy? Em tên gì, ở đâu? Dạ em tên là Tuyết Nhung. Dạ em là sinh viên trường VITC ạ. Sống ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Khu đó hàng xóm có mang vốn em chưa? Dạ mấy hôm trước khi mà quay hình này thì mang vốn anh, tại vì em tập hát á. Ủa nãy giờ là cũng phải tập. Em rất là tâm huyết vô chương trình này ạ. Em tập bao lâu thì mới hoàn thành cái tiết mục đỉnh cao vừa rồi? Trước khi muốn tham gia chương trình em đã tập rồi, luyện thanh trước. Thì em là em chỉ cho anh đi. Em chỉ cho anh đi, em luyện thanh tới cái lò nào vậy? Em luyện thanh tới cái lò nào? Không, em tự mình hết, tại em đam mê. Bởi vậy bây giờ em ơi, đâu em luyện xem, em luyện một đoạn thôi. Trời đất mênh mông bao la. Nghe quá đá, muốn đá. Bớt chà, bớt chà, bớt chà. Tú đội cái áo kìa, Tú đội cái áo thiệt kìa. Trời ơi, một người đàn ông vốn lịch lãm như anh Tú mà phải trở mặt là hiểu rồi đó. Em có đam mê với âm nhạc hả? Dạ rất đam mê. Bớt mê lại nha em. Mới sau này ra trường làm gì nè? Dạ làm ca sĩ. Trời ơi, ca sĩ. Trời ơi, sao cái ước mơ gì mà nghiệt ngã quá vậy hả? Em ơi, em có người yêu chưa? Dạ chưa chị. Vậy thì em lúc mà em có người yêu á, em có muốn hát tặng cho người yêu không? Dạ rất muốn chị. À rất muốn. Nhớ nha cưng, ca thường xuyên mỗi năm nghe chưa? Em định là Annie mỗi tháng là em sẽ hát tặng người yêu của em. Nếu như em có người yêu, em sẽ có được một người yêu khác nhau nha. Dạ. Hey, con bé hát y như là Whitney Houston với Mariah Carey hát When You Believe vậy đó. Đúng vậy. Nếu như bây giờ mình tắt cái đường tiếng đi thì mình nhìn hình thôi mình vẫn cứ tưởng rằng đây là một màn song ca tuyệt vời. Tưởng tượng nha, ví dụ những cái MV hồi nãy mà chúng ta ngắt tiếng đi thì cái tâm trạng của Hoài giống như kiểu là khi mỗi lần bé này cất hát lên kiểu mà hay quá, như, hay quá đó. Chị ơi, tại sao chị có thể hát hay như vậy? Ô. Mà em vẫn phải chia sẻ cảm xúc của em. Sao em chết lặng thế? Luôn luôn có niềm tin cho cuộc sống. Em luôn tin là sau ngày hôm nay em sẽ sống tốt hơn. Lần đầu tiên được gặp chị và chúng mình có một màn song ca đầy cảm xúc và có những cái sự luyến láy và bè thanh âm thanh quản cho nhau rất tốt. Không sao, bình thường là mọi người sẽ ngã ngửa ra hoặc là thể hiện sau đó, nhưng em tôn trọng giọng hát của chị.
dù như là trong nội chị đam mê ca nhạc. Dạ, mình rất thích Hòa Minzy nữa ạ. Như chưa từng có cuộc chia ly hai chị em gặp nhau. Lê Hương đúng không ạ? Và Thị Hòa. Xin chào tất cả mọi người. Đây là một thí sinh đang thích các em. Một thí sinh hát tiếng Việt mà không hề có dấu. Trời ơi, hồi nãy em biết không, em hát mà anh tưởng tượng giống như là mấy đứa nhỏ mà ba mẹ dắt đi chích vaccine á. Bây giờ anh nghĩa vấn đề anh nghĩa. Đó, bây giờ hát không nhạc đệm nè. Em nhảy không cần nhạc đâu được không? Mà hai đứa này nó nhảy say mê mà giống như là trời ơi, chế được nhảy rồi. Nè, chuẩn bị nè, 2, 3, vô. Cười lên hơn ta. Cưng quá à. Em tên gì? Dạ em tên Minh Dương. Em học mỹ thuật thiệt không? Dạ em học sân khấu điện ảnh nè. Sân khấu điện ảnh mà em biết vẽ không? Dạ không. Ngồi xuống đi ông nội, ngồi xuống đi, cúp nhanh. Sinh viên mỹ thuật. Ủa ơi, ở đây ta đang quan tâm hai em đúng không nè. Nhưng mà anh thật sự anh xin lỗi em nha, tại hai bạn nhảy nó có sức hút đặc biệt luôn á. Anh lo coi hai đứa đâu anh không nhìn em. Xin cảm ơn hai bạn vũ công nha. Hai em đã góp phần cho cái tiết mục này nó sanh động hơn hẳn luôn á. Cảm ơn các em. Bé, bữa nào á cái anh lấy cái điện thoại anh mở ghi âm, em hát vô để anh làm nhạc chuông nha cưng. Dạ. Anh không có dám đi. Anh không có dám đi đâu, anh hứa anh quay về đây. Em ơi lạ quá, hát lạ lắm. Thua một bài như đọc rap luôn vậy đó. Không mà anh thích nhất cái chỗ mà ru con á. Cái chỗ mà ru cái hơi bị mệt á. Mà em nó đọc rap, em nói thiệt cỡ chị Phượng Hằng mà hát giọng cổ 100 mấy biểu không bằng em luôn. Không thở nha. Anh thích cái hơi đọc rap của em, anh ước ao có được cái hơi giống như em. Em ơi em tập cái bài hát này, cái tiết mục này, cái tác phẩm này lâu không em? Dạ không. Mấy ngày? Khoảng 2 tuần. Ồ, 2 tuần đó. Mà em nói, em một lời khen cho em mà em hát dở sâu sắc luôn á. Thiệt. Mà vui. Hơi chị khỏe quá, hơi chị khỏe cực kỳ luôn ấy. Từ ca sĩ chuyên nghiệp quá. Mà hơi không khỏe vậy luôn á, thật. Mà tôi thích như vậy đó, dở chân thành. Rất chân thành và làm nhiệt tình cái điều đang làm. Cưng muốn xỉu, không cần thiệt. Cố gắng. Anh gái nếu heo là ok à, đó. Giọng hát của em là giọng hát dẫm trên dư luận mà đi. Dư luận có nói gì với em? Ok, I don't care. Em sai rồi nhưng anh xin lỗi em đi. Đúng chất. Không những là giọng hát mà còn thái độ nữa. Thái độ em là bất chấp. Thái độ rất chị Nam Thư đấy, rất là chị đúng, Nam Thư thái đấy. Thái độ em là thái độ Nam Thư đó. Muốn gì? Nghe chị ba hát. Cái gì? Chọn chị hả? Ừ, chị hát dở đó làm gì nhau. Cái động lực nào, niềm tin nào mãnh liệt mà em dám tham gia chương trình này? Dạ, thật ra thì em học sư phạm nhưng mà em rất thích được diễn hài. Em muốn làm cho mọi người vui. Đó. Sao tay run dữ vậy? Nãy cầm cái rau nó đau quá anh. Nãy giờ luôn. Thương quá. Em đi thi gia đình có cản không? Dạ, ba mẹ em hiện tại là vẫn chưa biết. Nhưng mà em học sư phạm là theo ý của gia đình em là thích em học kiến thức hơn là... Bây giờ em quay chương trình rồi, ba mẹ coi, ba mẹ thấy rồi đó. Có muốn nói gì với ba mẹ không? Đây, hãy nhìn thẳng đây, nói chuyện với ba mẹ. Dạ, con muốn được... được làm nghệ thuật. Nếu như em cảm thấy em muốn làm nghề á, thì cái điều duy nhất mình làm là gì biết không? Là phải chứng minh. Thì bằng cách là hãy tìm những cuộc thi về hài tham gia. Nếu em được công nhận thì khán giả công nhận, đó là cái lời trả lời tốt nhất dành cho bố mẹ. Dạ em cảm ơn. Nghe nè em, kinh nghiệm nha. Mai mốt mà mình có đi hát cái gì, mình kiếm cái bài nào mà nó sôi động á, cái tiết tấu nhanh nhanh á, nó che cho mình được nhiều cái lắm. Chứ mình hát không có hay á, mà mình chọn mấy cái bài cái kiểu để phô giọng ra, khoe giọng vậy nè, nó dày dò cái cảm xúc người nghe lắm luôn á. Mà số 3 nó chấp như vậy mà nó bị gãy rồi là thì số 2 nó lụm rồi. Ai ngờ số 32 chung hội thằng kia luôn, ghê. Bạn dở một cách rút ruột rút gan ra để dở. Thì mình nghe mình cảm nhận được cái đó nó đáng yêu. Em hiểu không? Em không cố tình làm cho người ta thấy em dở. Nên là em là không tại cố tình diễn ấy. Không có diễn đúng gì rồi. Hết. Tại vì em dở từ tâm em dở ra. Cái đó nó dễ thương. Anh thích cái năng lượng đó. Cái bà có duyên lắm. Có luôn. Duyên. Rất thích hát luôn. Dễ thương. Nụ cười tỏa nắng. Cảm ơn em yêu. Em ơi. Hey, okay. Hai bà gây lộn xong chưa? Em có thấy rằng cái giọng cao của em làm cho anh Trường Giang anh chà lớp luôn không? Đây là một
giọng bè, nhưng mà không ngờ với bè nguyên bài. Không cần thiết với bè một cách mãnh liệt như vậy, đúng không? Nghĩa mà em thích bé này lắm, cái phần thi của em, phần thú. Em không gian, ngay từ cái đoạn đầu thôi. Khi Quế Dược cất lên giọng hát là mọi người té hết, mà mặt Quế vẫn kiêu hãnh. Em cưng lắm, em cưng dễ sợ, cái mặt say mê. Ôi trời ơi, giọng đại học hoa sen, ừ. Cái giọng nói hay quá mà, sao kỳ vậy? Bé ơi, hồi nãy em biết không, em hát Gary giống như là hai bà đang giành giật ông Đại Nghĩa vậy đó. Kiểu mà trả cho bồ cho tao đi. Không, tao không trả đâu, kiểu vậy đó. Hai chị em cứ thương lắm, trời ơi. Trời ơi, hồi nãy em hát hộp mồ côi á, sau đó thì em tự nhiên em cũng bị cuồng luôn á. Sở dĩ từ đầu vòng 1 em diễn sâu đến bây giờ là tại vì em định lấn lề sang diễn viên. Lấn lề, mà... lấn lề, lấn lề. Nào giờ anh nghe lấn sân không em? Giờ anh em mới biết lấn lề. Dạ, nhưng mà không biết là mình có cái tài diễn xuất mình được tới đâu. Em giỏi. Mình cố gắng em diễn. Bạn tập cái đó có lâu không? Tập hát dở hả? tập diễn hồi là lip sync. Dạ, cũng em đứng trước gương rồi em diễn thôi, còn hát dở là nghề của em.